Mặt này, đây là cái sản phẩm lột lông mặt của thương hiệu là Floresan này, dòng Deep Debut này. Thì một cái hộp này nó sẽ có 20 miếng và nó được chiết xuất từ sáp lông hội, cho nên là khi mà mình lột đấy thì là nó sẽ có độ dưỡng da nhất là định nhất định đấy, da nó mềm và nó mượt hơn này. Đây là trong hộp sẽ có 20 miếng này, nó sẽ có thêm một gói kem dưỡng, kem và gel dưỡng này chiết xuất từ hoa cúc ấy, thì là nó sẽ giúp cho làm chống viêm sau lột đấy, và nó giúp da nó mịn hơn và cái lông mọc mới mọc lại chậm hơn này. Cách sử dụng thì là đối với lại những cái người mà có hiện tượng lỗ chân lông to này và da dầu ấy, lông trên mặt nhiều, thì chúng ta cũng nên lột lông mặt để làm sao mà cái oxy nó da mặt nó thông thoáng và nó sạch hơn ấy, thì nó kiểm soát được cái tuyến bã nhờn ấy, thì là oxy nó sẽ thâm nhập sâu vào các lớp của da ấy, nó sẽ ngăn được cái vấn đề là giãn lỗ chân lông, và da lúc nào nó cũng da nó sẽ sáng hơn sau khi lột này. Cách sử dụng thì các bạn sẽ để cái miếng miếng lột này trong lòng bàn tay này và xoa cho đến khi mà khoảng tầm 20 đến 35 phút 35 giây thì nó nóng lên. Sau khi nó nóng lên thì chúng ta sẽ lột và đắp lên mặt này. Chúng ta sẽ chỉ lột những cái vùng nào mà nó có nhiều lông thôi nhé. Ví dụ thôi. Còn các bạn cũng nên xem cái vùng nào mà các bạn có nhiều lông, chẳng hạn như vùng ria này, vùng cằm này. Đây chúng ta sẽ miết xuống. Và chúng ta phải miết theo cái chiều mà lông nó mọc ra ấy. Tiếp theo, chị có nói gì không? Sẽ lột dứt khoát và lột theo chiều ngược lại nhé. Đấy, thì là da nó sẽ sáng hơn. So với vùng chưa lột, nó có là lên cả cái mụn cám và mụn đầu đen đấy này. Đây này, có cả mụn cám, mụn đầu đen này, nhìn thấy chưa? Đấy, chắc là trên video không nhìn thấy rõ, nhưng mà bên ngoài thấy cả đấy. Nên là cái lột lông mặt này nó cũng rất là tiện lợi đấy, cho cả những cái mụn cám và mụn đầu đen nhá. Nhân mụn đây thôi, nhìn kỹ thì sẽ thấy là có những cái nhân mụn li ti là lên đấy. Okay. Bên này nè. Nó lên cả những cái mụn cám mụn đầu đen này. Đây em thấy sự khác biệt giữa các vùng chưa lột và vùng lột không, da nó sáng lên đây này. Vùng này nó tối hơn, nhìn bằng mắt thường thì nó sẽ rõ hơn là khi mà mình nhìn trên cái video. Đây này, mình giật cả tóc ra này, thấy chưa? Ok. Sau khi lột xong thì chúng ta sẽ làm bôi cái gel này lên, làm sạch lại cái sáp còn lại này, những cái sáp còn lại này. Sau đó thì chúng ta sẽ là bôi cái gel này lên, massage để cho gel nó thấm vào bên trong ấy, và nó giúp là xe khít cái lỗ chân lông này đấy, và nó sẽ chống viêm và ngăn ngừa cái bóng dầu nhá. Đấy, và giúp cho cái lông mọc nó chậm hơn.